Thì tạm thời theo dõi tiếp nè. Rồi, nghĩa là bước 1 là giống như là mình sẽ lên một cái bố cục thôi. Chúng ta có thể lên một cái bố cục, hay là chúng ta có thể là nhiều khi chúng ta nghĩ trong cái trình chiếu này á, mình có bao nhiêu phần. Thậm chí như vậy nè các em, cái phần trình bày này thầy là đang làm đơn giản. Thậm chí ví dụ như là các em chia nhóm đi, mỗi người giả sử là 10 slide, ví dụ như là các em có thể cái phần trình bày á, là nó ví dụ như là trình bày 1.1, trình bày 1.2, giả sử 1.1 là một bạn trình bày, xong rồi 1.2 là một bạn, nghĩa là có thể nó chia thành nhiều nhiều chương, nó chia thành nhiều chương ha. Đó nên là cái phần này á, là vậy là nó có thể chi tiết hơn nữa. Giả sử phần mở đầu các em có thể là nhiều phần mở đầu, thì các em có thể là ví dụ như phần mở đầu các em lại chia nhỏ nữa đó, và là mình có thể chia nhỏ bằng cách là mình gom nhóm như vậy. Thì mình làm theo cách này nhé, để mai mốt mình sẽ dễ hình dung trong một cái bài thuyết trình của mình. Rồi bây giờ chúng ta lại ghi bước thứ hai nha thầy. Biết cái này không phải là mình ghi trên đây đâu nha, cái này thầy ví dụ luôn. Bước thứ hai là chọn mẫu. Bước thứ hai là chọn mẫu nha. Thầy ví dụ thầy ghi vô đây. Bước hai là các em sẽ ghi cho thầy là chọn mẫu. Thì các em lưu ý là các em sẽ vào trong cái design này, các em ghi luôn, các em vào trong design. Thì các em click vô cái chỗ này nè các em. Đó, thì các em muốn mẫu nào. Lưu ý nếu mà mấy em là các em sử dụng Office 2013 hay là 2016 thì cũng không sao hết. Nhưng mà lưu ý là nó sẽ khác mẫu. Tại vì cái máy của thầy bây giờ thầy đang sử dụng Office 2010. Đó, thì các em có thể là các em chọn cái mẫu nào đó. Khi mà chọn cái mẫu nào đó thì các em thấy ở đây nó thay đổi nè. Đó. Vậy là bước 2 nhớ là chọn mẫu nha. Đó. Hoặc là như vậy, có nhiều nhiều bạn muốn như vậy là giả sử cái phần cái slide này nó là mẫu này, nhưng mà đối với slide số 3 này đi là người ta muốn là mẫu khác, thì các em muốn mẫu khác thì các em sẽ bấm vào design. Các em chọn một cái mẫu, các em sẽ nhấn chuột phải một cái mẫu nào đó, thì các em chọn là áp dụng cho cái slide đã được chọn ở đây nè. Đó, thì nó chỉ áp dụng cái slide này thôi. Nhưng mà thường thường không nên làm như vậy, tại vì làm như vậy nhìn nó không đồng nhất, nhìn nó xấu lắm. Lên thường thường á là người ta chọn mẫu là người ta chọn một cái thôi cho nó đồng nhất hết luôn. Đó. Rồi các em ghi cho thầy tiếp bước thứ hai là chọn mẫu. Không cần ghi lên slide như vậy đâu nha, thầy đang ví dụ vậy thôi. Rồi tiếp tục một cái bước nữa. Tại vì bước này nó ngắn nha. Chúng ta ghi là tí chúng ta làm xong. Bước thứ ba ha, bước thứ ba. Bước 3 là thay đổi bố cục. Này quan trọng nha. Cái việc mà thay đổi bố cục là như vậy nè. Ở trong PowerPoint á, nó không giống như trong Word đâu. Nó dường như là nó không có phần chia cột giống như Word. Thì các em muốn thay đổi cái cách trình bày á, các em thấy như vậy nè. Ví dụ như là đây các em thấy là cái slide đầu tiên của phần mở đầu nè, nó giống như là cái slide giới thiệu. Giờ sẽ các em đánh tên các em nhận vào, ví dụ thầy đánh tên thầy vào. Đó. Đó, ví dụ như thầy đánh tên thầy vào. Các em nhớ là mình đánh theo mẫu là tự động nó theo mẫu luôn. Như cái này là giống như là phần nội dung đi. Nhưng mà qua cái trình bày đầu tiên này, chúng ta muốn cái này trước khi một cái phần mới, muốn có một cái slide giới thiệu giống như vậy, thì các em lưu ý là cái bước thứ thứ ba là thay đổi bố cục này, nghĩa là các em muốn thay đổi bố cục cái nào, các em ghi cho thầy nè. Các em sẽ nhấn chuột phải vào slide, các em chọn layout. Đó, các em ghi cho thầy nha, nhấn chuột phải vào cái slide, chọn layout. Cái này là đang chỉ từ đầu luôn đó, lúc mà mới học PowerPoint là thầy đang chỉ từ đầu từng bước. Cái này chưa vào đề đâu, nghĩa là lúc nào trước khi vào đề thì thầy cũng sẽ chỉ cho tổng quát. Đó, nhấn chuột phải. Thì cái chúng ta để ý ở đây nó có rất là nhiều cái bố cục khác nhau, là chúng ta thấy ở đây không? Ví dụ như là nếu chúng ta muốn thay đổi bố cục này thì chúng ta thấy cái này nó biến thành cái giới thiệu này. Còn giả sử qua cái này đi,
chúng ta muốn cái này là chia làm hai cột, tại vì ở đây cái slide này mình trình bày á, là mình trình bày theo dạng so sánh hoặc là hai ý trong một slide, thì chúng em phải nhấn chuột phải, các em chọn layout như vậy. Giả sử các em nhìn đây nè, các em thấy ở đây nè, nó bị bấm vào đây, nó chia làm hai cột cho mình bấm. Ví dụ như vậy. Rồi bên đây có thể là mình đánh, hoặc là mình muốn chèn bảng, hoặc là mình muốn chèn hình gì đó. Đó, và là mình muốn thay đổi bố cục của cái nào theo ý của mình thì mình sẽ nhấn chuột phải. Đó, mình chọn. Giả sử ở đây, nhiều khi ở chỗ này nè, các em không muốn có những ô này mà các em muốn là nó một là một cái ô trống. Các em bấm vào đây là nó không có gì hết. Đó, nên là nhiều khi cái khúc này mình chỉ muốn chèn hình cho thôi. Giả sử các em chỉ muốn chèn hình cho thôi. Đó. Đó, ví dụ như vậy. Đó. Hoặc là các em muốn là giả sử cái này đi, mình muốn chèn một cái sơ đồ thông minh nha, thì các em lưu ý tí là trong phần bài tập thì thầy sẽ chỉ cái phần này đó. Ví dụ như các em muốn chèn vô cái sơ đồ thông minh thì ở đây các em sẽ bấm vào ngay đây nè, hoặc là các em vào trong insert, các em bấm vào đây đó. Thì cái này tí là trong phần bài tập thì thầy sẽ chỉ kỹ. Ở đây thì đang lướt qua thôi nha, chưa kỹ đâu nha. Đó, chúng ta có thể nhập những cái sơ đồ vào đây. Đó. Đó, tí trong phần bài tập thì mới chỉ cái này. Đó, và là đó là chính là bước thứ ba, là mình muốn thay đổi bố cục một cái nào bất kỳ, nghĩa là thay đổi bố cục ở đây nghĩa là thay đổi cái cách trình bày á. Đó, thì trong quá trình thiết kế slide là mình, tại vì mình mỗi slide có thể mình muốn bố trí theo cách khác nhau, thì cứ nhớ như vậy. Ở trong PowerPoint là nhấn chuột phải layout. Nha. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm cái thao tác này tùy ý nha, tùy ý. Rồi.